cộng đồng mạng quốc tế lớn tiếng răn đe ông Tập tuyệt đối không được gây chiến với Việt Nam vì lý do này. Mến chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, Trung Quốc là nước hàng xóm thân cận, gần gũi với Việt Nam trên mọi phương diện, từ kinh tế, xã hội, văn hóa cho đến khoảng cách địa lý. Không thể phủ nhận rằng, một mặt nước này hợp tác hòa hảo với Việt Nam, mang về số ngoại tệ khủng hàng năm cho Việt Nam ta. Tuy nhiên, ông bạn này cũng khó chơi lắm. Vì sao ư? Suốt nhiều năm qua, Trung Quốc dường như chưa bao giờ từ bỏ âm mưu xâm chiếm lãnh thổ và xúc phạm chủ quyền Việt Nam. Bằng cách cài cắm đường lưỡi bò, mang tàu thuyền sang khai thác, cho quân tập sự trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, khiến người dân Việt Nam bức xúc, còn bạn bè quốc tế thì cắm vẫn tẩy chay. Mới đây, thêm một lần nữa, cư dân mạng phương Tây đã lên tiếng, họ đã đưa ra một loạt lý do để răn đe phía Trung Quốc rằng đừng bao giờ nên gây chiến với Việt Nam, nếu không sẽ chịu hậu quả khó lường. Vậy cụ thể họ đã nói những gì mà người Việt Nam ai nghe cũng khả dạ? Mời các bạn cùng tìm hiểu trong ít phút tới của video nhé! Cụ thể, gần đây trên mạng xã hội hỏi đáp toàn cầu là Quora.com đã xuất hiện một câu hỏi khá kích thích và thu hút sự quan tâm chú ý của rất nhiều người dùng mạng nước ngoài. Câu hỏi rất thẳng thắn là ai sẽ thắng trong cuộc chiến giữa Việt Nam và Trung Quốc và tại sao? Tưởng chừng như là một vấn đề đơn giản, một so sánh đơn thuần, nhưng câu hỏi này lại gây ra một cuộc thảo luận rất sôi nổi. Khi nghe câu hỏi này, các bạn có câu trả lời cho riêng mình không ạ? Giả sử Việt Nam và Trung Quốc nổ ra chiến tranh thì ai sẽ giành phần thắng? Vâng, nếu theo lối suy nghĩ khách quan mà nói thì Việt Nam khó mà thắng được. Vì Trung Quốc là một cường quốc quân sự, đất nước này sở hữu lực lượng vừa đông vừa mạnh với những vũ khí tồi tần bậc nhất thế giới. Nhưng điều kỳ lạ làm sao, bên dưới phần trả lời trên Quora, bạn bè quốc tế lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Cùng mình đọc một số ý kiến của họ nhé. Một người tự xưng là người Singapore gốc Hoa bình luận thế này. Nếu Trung Quốc xâm lược Việt Nam, tôi sẽ đặt cược vào Việt Nam. Quá khứ không quyết định được tương lai, nhưng nếu có một quốc gia siêu cường nên để nó yên thì đó chính là Việt Nam. Đó là nấm mồ của những quốc gia vênh váo kiêu ngạo cho rằng quy mô và sức mạnh của họ đảm bảo cho chiến thắng được Việt Nam. Đừng quên rằng trong hơn 2.000 năm qua, Trung Quốc đã nhiều lần thua trong các cuộc chiến tranh chống Việt Nam, dù luôn sở hữu lợi thế về công nghệ, quân sự và kinh tế. Ngay cả 1.000 năm thuộc địa và đồng hóa văn hóa cũng không ngăn được người Việt cuối cùng vứt bỏ ách thống trị của Trung Quốc. Sau đó, người Việt tiếp tục đánh bại quân Mông Cổ hung mạnh đang tràn vào với đội quân 300.000 người. Một sự thật không thường được phương Tây hay Trung Quốc ghi nhận, nhưng chắc chắn được chính người Việt Nam ghi nhớ. Sau đó họ lần lượt đánh bại người Trung Quốc, người Pháp và người Mỹ, tất cả các cường quốc đều mạnh hơn họ rất nhiều. Điều đáng nói ở người Việt là giống như các nước Cộng hòa La Mã cổ đại hay người Do Thái, họ dường như không bao giờ bỏ cuộc. Họ có thể đợi hàng chục năm, thậm chí hàng thế kỷ. Nhưng vâng, cuối cùng họ sẽ sử dụng mọi chiến thuật có sẵn. Bằng chiến tranh du kích, giành được sự ủng hộ của quốc tế, hoặc đơn giản là chờ đợi thế lực đế quốc suy yếu trong nội bộ để giành chiến thắng. Kẻ xâm lược sẽ bỏ chạy và Việt Nam sẽ lại được tự do. Tôi cá rằng, người Việt Nam sẽ giữ vững tinh thần và cuối cùng sẽ sử dụng tài năng quân sự bẩm sinh, lòng dũng cảm và sự khôn ngoan của mình để đánh bại siêu cường. Tốt nhất Trung Quốc đừng dại mà đụng đến Việt Nam. Quả là một dòng bình luận nghe đến đâu, thấm đến đó. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là nó đến từ một người ngoại quốc. Nhưng trước khi nói đến tính đúng sai, phải trái, hãy lắng nghe thêm một dòng bình luận. Mình tin tất cả các bạn sẽ bất ngờ đấy. Theo đó, có một người đàn ông đến từ bang New York, Mỹ bình luận. Nếu ai đó khẳng định Trung Quốc sẽ thắng, tôi sẽ gật đầu, quả là có lý. Nhưng tôi phải nói rằng, chiến thắng của Trung Quốc chắc chắn sẽ phải trả giá đắt, nếu không muốn nói là rất tàn khốc. Việt Nam không giống bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới này, họ đã chiến đấu hàng nghìn năm và vẫn vậy. Xin nhắc bạn rằng, Việt Nam đã luôn chiến đấu với Trung Quốc kể từ năm 250 trước công nguyên, vân vân. Người Việt Nam trải nghiệm Trung Quốc nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào, Việt Nam chẳng lạ gì Trung Quốc nữa và họ chưa bao giờ phải nhận thua. Dù có thử bao lần đi nữa cũng vô ích và tốn tiền của, sức lực của Trung Quốc, họ không thể thắng được Việt Nam. Bằng chứng là sau chiến tranh Việt Nam, khi Trung Quốc tấn công Việt Nam năm 1979, quân đội Việt Nam với một đội quân đẫm máu và kỳ cựu đã cầm chân Trung Quốc trong một tháng và buộc Trung Quốc phải rút lui. Có một trường hợp ngoại lệ, ngày nay Trung Quốc có vũ khí hạt nhân, vũ khí hiện đại hơn và sức mạnh cực lớn, cũng như quy mô kinh tế. Còn Việt Nam vẫn đang hồi phục rất tốt sau hàng ngàn năm chịu nỗi đau. Giả sử Trung Quốc dùng vũ khí hạt nhân giáng xuống Việt Nam, họ sẽ bị cả thế giới này phản đối và mang nhục nhã muôn đời. Nói tóm lại, thật ngu dốt khi Trung Quốc tấn công Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, sau đây là một số bình luận ngắn khác của cộng đồng mạng quốc tế khiến ai đọc cũng phải suy ngẫm. Tôi đã đi học Việt Nam trong 3 tuần, thấy rất nhiều ngôi mộ liệt sĩ, họ đã chiến đấu và chấp nhận hy sinh để có được hòa bình, trong khi nhiều quốc gia khác chấp nhận đầu hàng. Quá vĩ đại, Việt Nam. Đối với tôi, Việt Nam là quốc gia không có đối thủ. Việt Nam có những con người không bao giờ đầu hàng dù cho kẻ thù có thể hung mạnh đến cỡ nào. Và dù bạn đến từ một quốc gia từng gây chiến với Việt Nam, thì hiện nay họ vẫn vẫy tay chào đón bạn, một quốc gia đáng tôn trọng. Các bạn ạ,
Thực sự rất hạnh phúc khi bạn bè quốc tế dành những sự ưu ái và sự ngưỡng mộ to lớn không ngờ cho Việt Nam chúng ta. Có thể nói rằng, lịch sử đấu tranh của Việt Nam đã truyền một nguồn cảm hứng thực sự mạnh mẽ với người nước ngoài. Quay trở lại với câu hỏi đầu video, Trung Quốc và Việt Nam ai sẽ giành chiến thắng nếu chiến tranh nổ ra? Thật khó để trả lời. Trung Quốc có gì, ta phải nhìn thẳng và sự thật rằng, thứ nhất, về vũ khí hạt nhân, Trung Quốc thì có, Việt Nam thì không. Hai, số lượng quân Trung Quốc luôn đông và đông hơn Việt Nam. Việt Nam giống như một con hổ nhỏ so với một con voi chiến khổng lồ vậy. 3. Trung Quốc có lợi thế công nghệ tốt hơn Việt Nam. Công nghệ quân sự cao của Trung Quốc thường được coi là một trong những công nghệ lớn nhất và hiệu quả nhất thế giới. 4. Lực lượng mặt đất của Trung Quốc cũng có nhiều binh lính hạng nặng và được huấn luyện chuyên nghiệp hơn Việt Nam, cũng như các phương tiện chiến đấu hạng nặng, bao gồm cả xe tăng cho đến xe bọc thép. 5. Lực lượng đạn đạo của Trung Quốc có quy mô lớn hơn Việt Nam. Nó cũng sở hữu lực lượng tên lửa đạn đạo chiến lược lớn bậc nhất thế giới. 6. Không quân Trung Quốc chiếm ưu thế nếu muốn ném bom Việt Nam. Trung Quốc thậm chí có thể tự sản xuất máy bay phản lực và trực thăng, kể cả máy bay không người lái. Đó là những gì Trung Quốc có. Còn Việt Nam có gì? Việt Nam có cơ cấu tình báo tốt, có lực lượng đặc công giỏi và sản phẩm quân sự trong nước ngày càng tăng. Hơn nữa, trước hết phải đến từ tinh thần Việt Nam trên chiến trường. Và sức mạnh tinh thần chắc chắn là thứ vũ khí đáng sợ nhất. Tuy nhiên, dù sao đi chăng nữa, một cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ chỉ gây thêm đau khổ cho dân tộc Việt Nam và gây thiệt hại lớn cho dân tộc Trung Quốc, không một ai có lợi cả. Vì thế, mình hy vọng rằng đây chỉ là giả thuyết được đặt ra bởi bạn bè quốc tế và không bao giờ trở thành sự thật. Chung quy lại, đất nước Việt Nam là của người dân Việt Nam chân chính. Việt Nam là do nhân dân Việt Nam bảo vệ, gìn giữ, là những gì bao thế hệ cha ông đã đánh đổi xương máu để giành lấy. Chúng ta chưa bao giờ khơi mào cuộc chiến. Chỉ có những kẻ giáp tâm hãm hại, nếu động đến Việt Nam thì chắc chắn phải chịu hậu quả. Đó là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Thời thế đã khác, một kẻ luôn mỉm cười, điềm tĩnh, thân thiện với tất cả, bao giờ cũng nguy hiểm, khó đoán hơn kẻ bặm trợn, xuồng xã, tỏ vẻ ta đây. Dù sao đi nữa, mình tin rằng lòng người Việt vẫn vững vàng như kiềng ba chân. Chúng ta nhất định sẽ tin tưởng vào con đường ngoại giao cơi chế thẳng tắp. Hy vọng vào đôi tay chèo lái tài tình của các bác lãnh đạo. Cây ngay không sợ chết đứng, chiến thắng sẽ thuộc về lẽ phải. Còn các bạn có suy nghĩ thế nào sau khi xem video này? Đừng ngần ngại bình luận bên dưới cho Ad biết nhé. Các bạn ơi, đến đây thì Ad cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ Ad, cũng như là cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho Ad biết nha. Ad luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.